Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử trong chương trình 5 phút Phật Pháp hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi trình bày một đề tài, một lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn trong Kinh Phước Đức. Một thời Đức Thế Tôn ở trong Kinh Xá Kỳ Viên và trú ngụ trong Kinh Xá Kỳ Viên, vườn của ông Cấp Cô Độc và rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Thì thưa quý đại hữu, trong đêm hôm đó trời đã về khuya, Đức Thế Tôn đang tham thiền nhập định thì có một vị thiên hiện xuống. Ánh sáng của vị thiên đó tỏa sáng khắp tất cả những cái thân cây trong khu vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc và cây của Thái tử Kỳ Đà. Và người trời đó, vị thiên đó đến đảnh lễ Đấng Thế Tôn và thưa với Đức Thế Tôn như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, trời và người thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì Đức Thế Tôn đã giảng dạy như sau: Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Nếu trong cuộc sống này mà chúng ta gần gũi với kẻ ác, mà nếu chúng ta có khả năng gần gũi với kẻ ác để hóa độ người ác á, thì điều đó là điều tốt. Còn nếu mà chúng ta gần gũi với người ác mà chúng ta không có khả năng để hóa độ được người ác, thì không khéo người ác sẽ hóa độ lại mình. Chúng ta không làm người khác ảnh hưởng cái tốt của mình, mà không khéo mình sẽ ảnh hưởng cái xấu của người xấu. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng hãy lánh xa kẻ xấu ác nếu mình không có khả năng hóa độ họ. Được thân cận người hiền, khi mà chúng ta thân cận được người hiền, khi mà chúng ta thân cận với người đáng kính trọng, thì quả thật rằng đó là cái điều tốt. Bởi vì cái tánh tốt của người hiền đó, cái đạo đức của người hiền đó sẽ làm cho mình được ảnh hưởng, sẽ làm cho mình được noi theo. Như là chúng ta thường hay nghe đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta gần mực lâu ngày, thế nào tay của chúng ta cũng sẽ bị lắm mực đen đi. Và chúng ta gần gũi với ánh sáng của ngọn đèn thì chúng ta sẽ được ánh sáng, chúng ta sẽ được sáng, chúng ta sẽ được tốt. Cho nên được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính. Dạ, chúng ta tôn kính bậc đáng kính, bậc đáng kính chúng ta được nên gần gũi. Còn nếu mà những người mà không có đáng kính vì những cái lỗi lầm của họ, vì những điều không tốt của họ, thì chúng ta hóa độ họ được thì chúng ta gần gũi với họ để mà hóa độ. Còn nếu mà không có hóa độ được thì chúng ta không nên gần gũi với họ, bởi vì gần gũi với họ mình sẽ bị ảnh hưởng lây cái không tốt của họ. Từ chỗ đó Đức Thế Tôn kết luận rằng là phước đức lớn nhất. Kế tiếp, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Hãy lựa chọn cho mình một môi trường sống, một hoàn cảnh sống được tốt đẹp. Mà nếu môi trường đó không được tốt đẹp thì chúng ta hãy cố gắng gìn giữ thân tâm của chúng ta, được tạo tác nhân lành. Quả thật, trong cuộc sống này mà nếu chúng ta tạo tác được nhân lành thì điều đó là một điều vô cùng tốt cho đời sống tương lai của chúng ta. Khi mà chúng ta đã tạo tác được một nhân lành, chắc hẳn rằng trong tương lai chúng ta sẽ có được một kết quả lành. Được đi trên đường chánh mà chúng ta không đi trên con đường tà. Mà khi chúng ta đi trên con đường chánh có nghĩa là chúng ta thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Chúng ta đi trên con đường chánh có nghĩa là chúng ta thực tập, gìn giữ và thọ trì đi trên 8 con đường của một bậc thánh đi, đó là bát chánh đạo. Chúng ta được như thế thì quả thật rằng phước đức lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta ngược lại tất cả những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn trong kinh Phước Đức này thì quả thật rằng đó là điều không may cho tự thân và tự tâm của chúng ta trong cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi trình bày một cách sơ lược qua 2 bài kệ, và kinh Phước Đức còn dài, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong những kỳ thuyết giảng 5 phút Phật Pháp sắp tới. Chúng tôi ước mong rằng kinh Phước Đức sẽ đem lại
một niềm an vui và tịnh lạc cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử có được một cái đời sống có phước đức nơi hiện tại này, như lời thưa thỉnh của vị thiên đến với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã phương tiện trình bày tinh thần giáo pháp này để cho con người và chư thiên nương nơi lời giảng dạy đó mà con người và chư thiên làm các điều lành, xây dựng cho mình một cuộc sống có đạo đức, có lễ nghi. Và chính cuộc sống đạo đức và lễ nghi đó chính là phước đức của mình trong đời sống hiện tại ngày hôm nay. Trân trọng kính cảm ơn và kính chào toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.